chia rẽ từng chút từng chút. Nước chảy đá cũng mòn. Thứ ba, thứ ba, kéo anh ta lên giường. Và có bầu với anh ta cho bằng được. Thứ tư, bắt anh ấy phải cưới mình. Rồi anh ta không chịu cưới mình thì sao ta? Không, gia đình anh ta là một gia đình danh giá. Anh ta là một người tự trọng, nhất định không thể nào bỏ rơi giọt máu của mình được. Vân à, bạn tốt bụng quá. Bạn được nhiều người yêu quý quá. Trời ban cho bạn toàn những thứ tốt lành không hả? Còn tôi thì... thôi, cho dân phải nếm một chút cay đắng, để dân hiểu là sống là không đơn giản như mình nghĩ đâu. Tôi sẽ thay trời hành đạo mới được. Em có cái đĩa có bài hát Niềm Khúc Cuối mà anh thích đó. Anh có rồi, nhưng mà sử dụng nhiều quá nó hư rồi. À, mua bao nhiêu tiền để anh trả? 500 ngàn. Chắc em bay qua Mỹ để mua cái đĩa này về quá. Anh sẽ trả tiền cho em. Sòng phẳng thì mới lâu bền được. Anh muốn sòng phẳng cũng dễ thôi. Bữa nào Dân với anh đi uống cà phê, cho em đi ké với hai người là được rồi. Không được, đó là ốc đảo thiên đường giữa anh và Dân. Anh Nam à, bữa nào anh xuống công trình á, anh cho em theo với. Em muốn tìm hiểu thêm về thực tế của công ty. Như vậy cũng tốt. Mà em thấy công ty mình ai là người xứng đáng làm phó giám đốc? Còn ai xứng đáng hơn Dân nữa? Cô ấy vừa giỏi nè, vừa sắp làm phu nhân tương lai nữa. Không, anh không muốn để tình cảm chi phối. Giả lại Dân là một người hiền lành. Vậy sao anh không lên báo tuyển người? Đăng báo, đó cũng là một phương án. Nhưng mà anh muốn nhân viên trưởng thành từ công ty của anh, họ phải được hưởng những đãi ngộ đặc biệt. Có như vậy, người khác nhìn vào mới hết lòng với công ty được. Anh suy nghĩ thật chu đáo. Làm nhân viên dưới quyền một giám đốc như anh thì... Thôi thôi, bất những lời khách sáo đi, đừng có tân bốc nhau lên nữa. Mà bây giờ em thấy ai có thể làm được? Anh Nam à, anh hãy giao chức vụ đó cho em. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Đó là em. Không được hả anh? Anh muốn nghe những lời chân thật thì đó, anh đã được nghe. Em xin phép. Công ty của mình đúng là cần một người như vậy để làm quản lý. Ừ.
Qua nè. À, giả sử như mà Qua có người yêu rồi. À mà không giả sử nữa, mình muốn hỏi ngay chính cái cậu mà Qua đang yêu đó. À mà quên, mình hỏi trước đã. Dạo này hai người sao rồi? Ừ, cũng vậy thôi, không có gì mới cả. À, mà mình muốn hỏi Qua này nè. Thí dụ như mà tự nhiên Qua cảm thấy thật sự không còn tin vào anh ta, không tin anh ta chung thủy với Qua nữa, rồi nhờ một cô gái khác tấn công anh ta thì sao? Ví dụ nhờ cậu làm chuyện đó à? Ừ, vậy cũng được. Vậy Qua có phải là người tốt không? Mình đâu có ngu gì mà làm chuyện đó. Cái thằng bồ của mình á mà được cậu để mắt tới thì nó phản bội mình cái rụp luôn á. Thôi đi cái bà này. Dân không có đùa đâu, Dân hỏi thiệt đó. Mình chẳng dạy gì mà làm chuyện đó, chẳng khác gì cấp giấy phép cho kẻ trộm và ăn cắp đồ nhà mình. Phải không? Nhưng mà mình phải có lòng tin chứ. Anh ấy đang yêu mình nè, thậm chí tụi mình còn sắp làm đám cưới nữa. Nè, mình hỏi thật nha, đứa nào giở trò hả? Mình nói nghiêm túc đó, chả nhờ giả ai cả. Đứa nào mà lén phén thì... Qua làm gì ghê vậy? Đứa nào? Nó ở trong công ty mình hay ở ngoài công ty mình? Không, chỉ là Dân hay nghĩ lẩn thẩn vậy thôi. Đứa nào, cậu nói đi. Hay hay chính là cái con Mưu Mô đó? Sao Qua lại có ác cảm với Hà vậy? Chính Hà đã đến xin lỗi Qua còn gì. Nó định đánh lừa tụi mình đó. Tụi mình mà mất cảnh giác là nó nhai tụi mình rau ráo. Nói gì mà ghê vậy bà. Thôi đi bà ơi, bà bớt thánh thiện một chút đi cho con nhờ. Nhưng mà sống thì phải có lòng tin vào con người chứ, đúng không? Tin vào con người hả? Anh nói là nên tin vào con người à? Anh thử nhìn vào thế giới mà coi. Các quốc gia trên thế giới thì chỉ chờ các nước khác sơ hở để thông tính lẫn nhau. Thương trường thì lọc lừa, cá lớn nuốt cá bé. Còn xung quanh ta, những người hiền lành, chân chất luôn bị thiệt thòi. Còn những kẻ xảo quyệt luôn luôn giành được phần lợi. Anh không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, được không? Sao anh không lấy vợ đi? Anh đang chờ. Chờ ai? Chờ một tình yêu. Anh tin tình yêu sẽ đến với anh. Có thể sớm, có thể muộn, và có thể... Anh ngốc thiệt, ngồi đó mà chờ hả? Tình yêu sẽ không đến đối với kẻ không quyết tâm chiếm đoạt đâu. Cũng đã có bao nhiêu kẻ quyết tâm chiếm đoạt, nhưng họ lại nhận được những gì? Nói chuyện với anh thiệt là mệt mỏi. Nhưng cũng rất thú vị. Thỉnh thoảng em ghé chơi nghe. Nói chuyện với em anh cũng cảm thấy rất thích.
anh về nghe. À. Bye bye. Dạ mô Phật. Dạ mô Phật. Thôi cô chịu khó ăn ở hiền lành. Dạ. Giữ trọn đạo vợ hiền thì Phật trời sẽ gia dạ. hộ cho gia đạo được bình an. Dạ mô Phật. Dạ con xin ghi nhớ lời dạy của quý thầy mô Phật. Chào thí chủ. Má. Ủa, có chuyện gì vậy má? Vô nhà rồi má nói. Dân à, má nghĩ kỹ rồi. Ba con như vậy, chắc là tại má không có lòng thành với trời Phật. Cho nên hôm nay, má thỉnh cái bức tượng Phật Bà Quan Âm này về. Má nhờ sư trụ trì làm lễ cúng, cũng là để thể hiện rõ cái tấm lòng thành của má. Con cứ yên tâm, từ từ rồi, ba con thế nào cũng tu tâm đổi tánh. Sao lại là hôm nay hả má? Tại vì má biết hết rồi con à. Người ta đã kể cho má nghe là ba của con á đã thuê cho cô ấy một cái căn nhà. Nó ở ngay cạnh bên chỗ nhà hàng tiệc cưới Quốc Thanh đó con. Ở nhà giỏi ha. Anh đi đường cẩn thận nha. À, cô Thiên ơi. Chào cô. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút được không? Có chuyện gì không? Tôi có thể vào nhà.
Trước khi cô đến đây, mang một định kiến là tôi là một đứa hư hỏng đúng không? Đúng. Có lẽ đối với xã hội tôi là như vậy, nhưng đối với cha cô thì khác. Cô đừng tưởng tôi đến với cha của cô là vì tiền. Không, chúng tôi rất hợp nhau. Cô có biết không, ông ấy đã thường xuyên hạnh phúc với tôi. Còn với má cô hả? Cô là con gái của ông ấy, nhưng cô đã làm gì cho cha cô hạnh phúc chưa? Ông ấy thường nói với tôi là khi trở về căn nhà đó, ông ấy chỉ cảm thấy một cảm giác thật là buồn tẻ, chán ngắt. Còn mỗi lần mà ông ấy ở bên cạnh tôi đó, tự nhiên ông ấy được hồi sinh. Đó, cô thấy đó, lúc ba cô đi ra đó, mặt mày ông ấy tươi trẻ không? Như một chàng thanh niên. Thấy chưa? Cô thật là ích kỷ. Tại sao cô không nghĩ tôi và má tôi, nhất là má tôi sẽ ra sao? Nếu mà biết chấp nhận hoàn cảnh thì cũng chẳng có gì là ích kỷ. Ông ấy vẫn đưa tiền lương về nhà đều mà. Nhưng mà nếu nhìn một khía cạnh khác thì ông ấy phải chịu nhiều thiệt thòi. Có nhiều đêm ông rất muốn đến với tôi, nhưng mà ông phải chịu đựng trong căn nhà đó với má cô. Cô không biết cảm giác của những người đang yêu đâu. Đúng hơn là đang mê đắm nhau mà phải xa nhau, không đến được với nhau. Cô biết như thế nào không? Rồi cô sẽ biết. Đặt trường hợp ngược lại, cô đang có một gia đình và một người đàn bà khác lôi kéo chồng cô. Cô nghe nè, nghe cho rõ nè. Tôi đó hả? Bye bye. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Khi đã không còn tình cảm với nhau thì níu kéo làm gì? Vô ích thôi. Cô thiệt là, tôi đến đây với thiện ý, vậy mà cô, cô đúng là một kẻ người ta đổ sơn lên đầu cô. Hả? Đáng cô lắm. Nói cái gì? À, hóa ra là mày. Vậy mà cha mày bảo mày là đứa hiền thục, không thể làm ra điều ghê gớm như vậy. Mày có biết không, bữa cả người tao, hôm nay tao cho mày chết. Mày làm gì vậy? Buông tôi ra. Mày, 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 ra. Mày, đứng lại chưa? Mày chết rồi. Coi chừng mày vậy mày. Uống nước đi cháu. Dạ. Không biết hôm nay nó đi đâu mà lâu về dữ không biết nữa. Cháu cũng có gọi điện thoại, nhưng mà cổ khóa máy liên tục. Thôi cháu à, giờ biết đâu mà kiếm. Với lại cả một thành phố rộng lớn như vậy, khó kiếm lắm, không được đâu.
đây tao biểu. Tao hỏi mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Bà phải hỏi người ta đã làm gì con gái ba mới phải chứ. Nó nói chính mày đổ sơn lên đầu nó, rồi bữa nay á mày kêu người đánh nó. Mày làm cái gì vậy? Hả? Chắc là nó về. Chắc là con Dân về rồi đó. Chuyện ai nấy lo. Mày mà còn xíu vô chuyện của tao đó thì không còn tình cha con gì hết. Biết chưa? Từ nay trở đi tao không muốn mày đụng vô chuyện của tao. Rõ chưa? Nghe chưa? Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Nhà có khách kìa. Khách gì? Cháu chào bác. Dân. Thôi, dạ. Thôi cháu à, cháu cứ về đi. Hôm nào rảnh cứ tới chơi ha. Dạ, cháu chào bác cháu về. Ừ. Con à, sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Nói cho má nghe đi. Có chuyện gì vậy con? Dân. Dân ơi, có chuyện gì vậy con? Bà ơi, sao bà không đi nghỉ đi? Bà cứ đi tới đi lui hoài vậy bà. Hả? Bà ơi, bà làm cái gì vậy bà? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy bà? Má, ba bị sao vậy má? Hà hả? Ba bị sao vậy ba? Ba có bệnh gì đâu. Ba chỉ nhớ con thôi. Ủa Hà ơi. Hà, con mới về con đi đâu vậy Hà? Hà ơi, con ở đây đi. Má con nấu cháo gà cho con ăn nè. Hà ơi. Hà. 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 Con đi đâu vậy? Hà. Hà.
vô bà ơi. Đi. Đi. Alo. Dạ, dạ em xuống liền anh. Chị đi cùng giám đốc xuống công trường. Có gì thì em gọi điện cho chị nha. Em thấy anh giống một diễn viên hơn là một giám đốc đó. Trước kia đã có lần anh thi vào trường sân khấu nhưng mà bị rớt. Em biết rớt môn gì không? Hả? Đó là môn năng khiếu. Em biết không, so với các thành phố lớn trên thế giới, nhà cao tầng ở Sài Gòn còn thấp lắm. Tỷ lệ còn chưa được 1/10. Anh nghĩ là trong một tương lai gần, đầu tư vào chung cư cao tầng hay là văn phòng cho thuê ở trung tâm thành phố vẫn còn có ăn lắm. Dạ, nhưng sao có nhiều thông tin nói rằng giá nhà ở Sài Gòn đã rất cao so với thế giới rồi. Cũng có thể, tiềm năng khai thác ở đây còn nhiều. Vài chục năm trước, Sài Gòn ngang ngửa với Bangkok, Jakarta. Có thể các nhà đầu tư cho rằng trong vài năm tới, Sài Gòn sẽ phát triển mạnh. Các thành phố kia thì đã lên đến ngưỡng. Anh thật hiểu biết. Hèn gì dân ở gần anh nên nó học được nhiều điều lắm. Nè. Em xài mùi nước hoa gì mà thơm quá vậy? Victory. Cẩn thận nha. Dạ, em mua ở đây nè. Em cho anh một chai nước hoa Victory. Dạ.
Dạ đây anh. Em gọi lại giùm anh nha. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy em? Dạ 2 triệu ạ. Khỏi thôi. Em cảm ơn anh. Em đưa cái này đến cho dân giùm anh. Cô ấy đang gặp chuyện buồn. Anh chu đáo quá. Nhất định em sẽ đưa mà. Thôi mình đi anh. Ừ, mình đi em. Hà nè, vừa rồi anh Nam rủ Hà đi chơi, chắc là anh ấy... Nè nè nè, trí tưởng tượng của dân phong phú quá ha. Tụi mình đi công việc, rồi anh ghé tiệm nước hoa. Anh mua tặng cái này cho dân nè. Thiệt không? Nhưng mà sao anh Nam không trực tiếp đưa cho mình? Thì đó mới là chuyện đáng nói đó. Dân thấy không? Thông qua việc nhờ mình, ảnh đang muốn nói với Dân là: Dân ơi, dù thế nào đi chăng nữa thì trái tim của anh luôn luôn đập vì em. Thôi đi Hà này, ghẹo hoài à. Tôi đã nói rồi, anh Nam là một người đặc biệt, không dễ gì ai mà lung lay ảnh đâu, biết không? Hà ơi. Hay là Hà cho mình thôi nha Hà. Thôi gì? Thì thôi chuyện mà Hà đang làm đó. Sợ rồi hả? Không sợ, nhưng mà mình thấy nó sao sao á. Sao sao là sao sao? Cũng chính những người như Dân vậy á, nên đám con gái tụi mình mới đáng bị đàn ông coi thường. Yêu họ, tôn thờ họ, cứ nhắm mắt mà yêu mà tôn thờ họ, cũng chẳng có dám tìm hiểu xem họ có đáng được như vậy hay không. Nhưng mà tại mình thấy... Thấy gì? Không biết suy nghĩ gì hết. Dân không nghĩ là sau đợt thử thách này thì anh càng xứng đáng, và trái tim của ảnh càng xứng đáng với tình cảm của Dân dành cho ảnh hả? Vậy thì tùy Hà nha. Có vậy mới được chứ. Hà ơi! Hà ơi! Hà ơi, mở cửa cho tôi nè! Chào em. Mới sáng sớm mà anh kiếm em có chuyện gì vậy? Ngồi đó đi, em đi tắm đã.
khoác lên vai một người sống ở dối gian, chẳng có trái tim nào biết chung tình hay sao. Chẳng có trái tim chung, vì sao anh lại mang cho em nỗi buồn để em phải gục ngã. Biết đến bao giờ, xin anh đừng làm em đau. Giọt nước mắt lăn dài trên đêm vui của người tình, giọt nước mắt hôm nay không cho ngày hôm qua. Vì em không như người ta, vì em không như người ta, không ngọt ngào, không chót lưỡi đầu môi. Vì sao ta yêu nhau không thể sống mãi cho nhau, vì sao có em rồi anh thấy lòng nhanh quá. Anh không là như thế và anh không như em nghĩ, bởi yêu nhau chưa chắc sống cùng nhau. Giọt nước mắt lăn dài trên niềm vui của người tình, giọt nước mắt hôm nay không cho ngày hôm nay.